Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề trong tháng 2 nhuận năm 2023, thần may mắn thúc vượng vận khí của 12 con giáp trên những phương diện nào. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để có thể chủ động hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi của từng con giáp trong tháng 2 năm 2023 nhuận, thần may mắn thúc vượng ở những phương vị nào. Đầu tiên là tử vi của con giáp Tuổi Tý. Trong tháng 2 nhuận năm 2023, phương diện tình cảm có thể được coi là điểm sáng lạc quan đối với người Tuổi Tý. Nhờ có cát tinh thái âm cũng như là ngũ hành tương sinh, bạn tìm được niềm an ủi, cổ vũ, động viên từ những người thân của mình. Nhờ đó mà bạn dũng cảm đối diện với khó khăn và có động lực để tiến về phía trước. Những người độc thân thậm chí là nhận ra ai là người chân thành với mình sau khi trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Bạn rất trân trọng tình cảm của đối phương và có thể đi tới quyết định cho đôi bên còn cơ hội tìm hiểu nhau. Theo dõi vận trình tài lộc của Tuổi Tý cho thấy rằng, tài lộc của 12 con giáp cũng cho thấy bước sang tháng mới, đường tài lộc của Tuổi Tý vẫn chưa có dấu hiệu phát triển thực sự lý tưởng. Tình hình bấp bênh khiến cho các nguồn thu có lúc khởi vượng khi lại giảm sút một cách đáng kể. Do đó, bản mệnh nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn, làm gì bạn cũng nên tính theo đường dài, tránh thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội. Đôi khi, bạn phải biết buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này. Với những người làm công ăn lương thì bạn nên tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình, tránh tâm lý may rủi muốn kiếm tiền nhanh bằng các trò cờ bạc đỏ đen hay chứng khoán đều sẽ không thành. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Tý có một tháng suôn sẻ, may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo, đó là tử vi của con giáp Tuổi Sửu. Theo dõi may mắn của 12 con giáp trong tháng 2 nhuận năm 2023 cho thấy rằng phương diện tài lộc của Tuổi Sửu đã có nhiều dấu hiệu phát triển hơn so với khoảng thời gian trước đó. Người làm công ăn lương khắc phục được những vấn đề còn tồn tại và không ngừng vươn tới thành công. Chính vì thế mà ngoài khoản lương cứng, bạn còn nhận thêm được các khoản tiền thưởng. Với những người làm ăn kinh doanh thì bạn trở nên năng động và tích cực hơn chứ không chỉ ngồi yên một chỗ. Cũng nhờ vậy mà bạn dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, dù là hơi vất vả nhưng tiền sẽ đổ về đầy túi. Một vài lời khuyên dành cho con giáp Tuổi Sửu là muốn duy trì tình hình tài lộc ổn định trong tháng 2 nhuận này thì tốt hơn hết Tuổi Sửu nên tập trung thời gian làm việc chính mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính, khiến cho tiền bạc không gia tăng mà còn dễ mắc thêm lỗi sai không đáng có. Nếu có các chi tiêu cân đối thì bản mệnh vẫn sẽ có những đồng ra đồng vào không lo túng thiếu. Có điều bạn sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí đi lại để giải quyết công việc. Tuy nhiên, nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì bạn cũng đừng so đo tính toán quá nhiều. Nếu vừa chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó thì bạn nên dành thời gian để nâng cao, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu do không nhận ra được các nguy cơ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là tử vi của con giáp Tuổi Dần.
Bước sang tháng hai nhuận, người tuổi Dần làm việc gì cũng đều thông thuận, thậm chí là bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, trở thành người đáng kính trong tập thể. Mọi kế hoạch bạn đặt ra thì đều có những dấu hiệu tích cực. Bạn tin tưởng vào bản thân mình và nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài chính phát triển một cách nhanh chóng. Bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương thưởng nóng trong khoảng thời gian này. Có người còn được cất nhắc tăng lương, khiến cho cuộc sống từ nay về sau có nhiều cải thiện. Còn sắp này có cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Người tuổi Dần đều có dấu hiệu tăng tiến một cách rõ rệt nhờ phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình mà bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn hơn. Với người làm đầu tư kinh doanh, nhờ có khoản tiền dư sôi của người làm ăn có lãi mà bạn có thể tiếp tục tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Bạn đang ngày càng gây dựng được chỗ đứng của mình trên thị trường hiện nay. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi về con giáp tuổi Mão. Theo dõi may mắn của 12 con giáp trong tháng 2 nhuận năm 2023, con đường sự nghiệp của tuổi Mão nhìn chung khá sáng sủa khoảng thời gian này. Bạn là người chăm chỉ, tích cực làm việc, không ngại nhận việc khó, do đó rất dễ được lòng của cấp trên. Tình hình tài chính thì khá ổn định, bạn có thể được nhận những khoản thưởng nóng từ những đóng góp cho tập thể từ khoảng thời gian trước đó. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Trong khi đó, với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong lĩnh vực mới, dù đôi lúc vất vả bôn ba, song bạn thu được nhiều điều đáng quý hơn. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Mão có sự phát triển khá đáng mừng. Bạn nhanh chóng nhận được các khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đây. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng đem về thêm cho bạn không ít những cơ hội làm giàu. Bạn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng đối tác mới là cơ hội để mở rộng kinh doanh và đầu tư. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Cốt là bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng bạn hãy cứ xông xáo chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí là còn ngoài mong đợi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thìn. Còn giáp tuổi Thìn, nguy cơ vẫn luôn rình rập. Tuy nhiên, nếu bạn tinh tường nhận ra trước những mối nguy này thì khả năng tìm ra cách ứng phó cũng sẽ rất cao. Đồng thời, bạn cũng hiểu đây là cơ hội tốt để nhìn nhận xem ai thực sự là bạn tốt của mình, ai chỉ là kẻ tiểu nhân rình rập. Dù làm ở công việc nào đi chăng nữa, bạn cũng hãy chăm chỉ làm việc, đừng nên oán trách người khác. Như vậy thì bạn sẽ gây được ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương có thể sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục khó khăn hoặc giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội triển vọng mới. Còn giáp này, muốn ăn nên làm ra thì bạn cần nhắc nhở mình tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp, không nên nghĩ nhiều đến chuyện chơi bời và hưởng thụ. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh không nên nhẹ dạ cả tin vào thời điểm này. Người ngoài có thể giới thiệu cho bạn những mối làm ăn tưởng chừng dễ dàng và hấp dẫn, nhưng đó thực chất chỉ là cái bẫy khiến bạn hao tài tốn của. Người làm công ăn lương cũng sẽ khó cầu chuyện tăng lương, tăng thưởng hay thăng chức, chủ yếu do bạn không tập trung vào công việc nên thường để xảy ra lỗi sai đáng tiếc. Tháng này, bạn cần chú ý làm việc để không làm xấu đi hình ảnh của bản thân mình trong mắt lãnh đạo. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong tháng 2 nhuận năm 2023 có gì may mắn. Trên phương diện tình cảm của tuổi Tỵ khá sáng sủa, dưới tác động của nhiều cát tinh, người độc thân đã biết chăm chút ngoại hình và cách ứng xử của mình, nhờ vậy mà bạn dễ được lòng người khác giới. Tháng 2 nhuận âm lịch mở ra cho bạn cơ hội bắt đầu một mối quan hệ với một đối tượng triển vọng. Những người đã từng chịu tổn thương trong quá khứ cũng có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn đã sẵn sàng để đón một người nào đó bước chân vào trái tim mình.
người tuổi Tỵ phải xác định tinh thần rằng chuyện làm ăn kinh doanh của mình sẽ dậm chân tại chỗ ở thời gian này. Người làm ăn phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía đối thủ, thậm chí là đối phương còn chơi xấu, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề, bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt. Với người làm công ăn lương, vì liên tiếp vướng phải những sự cố khó lường nên mức lương của bạn khó có thể gia tăng. Đây là lúc thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và tìm ra hướng khắc phục những khúc mắc đang tồn tại. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong tháng 2 nhuận năm 2023 cho thấy, dù sự nghiệp hay tài lộc có nhiều khó khăn thì ở thời điểm này tuổi Ngọ cũng nhận được sự ủng hộ của người bạn đời trên các quyết định liên quan tới sự nghiệp. Cũng nhờ những lời động viên của đối phương mà bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, an tâm tin tưởng hơn vào tương lai. Với người độc thân, bạn cởi mở thì dễ gây thiện cảm với người khác. Hãy mạnh dạn thể hiện con người thật của mình, rất có khả năng bạn sẽ thu hút được người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên bởi bạn vốn rất thú vị. Còn giáp tuổi Ngọ, khi đang cầm tiền trong tay, bạn cần tránh những quyết định vội vàng và chạy theo xu thế thị trường. Tốt nhất, bạn nên tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các biện pháp đầu tư thận trọng vào những lĩnh vực mà mình đã hiểu rõ từ trước đó. Ngoài ra, tháng này còn có nhiều khoản chi lớn phát sinh có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người trong gia đình, hoặc là có người cần hỗ trợ mà bạn không từ chối được. Nếu đó là khoản không thể tránh, thì bạn hãy cứ vui vẻ lạc quan, cố gắng kiếm lại tiền để bù đắp cho khoản đã mất. Cảm ơn quý anh chị tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong tháng 2 nhuận năm 2023 cho thấy rằng, con giáp này dưới tác động tích cực của các tinh, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, cũng nhờ mọi người hợp tác tốt mà mọi việc đều diễn ra suôn sẻ so với dự tính. Với người làm ăn kinh doanh thì đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, đôi bên tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu thì chắc chắn tiền bạc sẽ chảy về túi nhiều như nước. Tuy nhiên, điều bạn cần lưu ý trong thời gian này là ý thức rõ vị thế cũng như khả năng của bản thân mình, không nên chạy theo những điều xa vời không thiết thực. Tình hình tài chính của con giáp này lại có sự phát triển rực rỡ với những người biết nắm bắt cơ hội, tìm cách kinh doanh ngay khi mọi người xung quanh đều đang chán nản bỏ bê hoặc nghỉ ngơi hưởng thụ. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh thì hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu có thể, hãy tham gia các hoạt động từ thiện. Thông qua hoạt động này, bạn không chỉ thể hiện được lòng tốt của mình mà còn có cơ hội làm quen được với những đối tác triển vọng. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thân trong tháng 2 năm 2023 nhuận sẽ có điểm gì may mắn. Người tuổi Thân vốn có đầu óc mơ mộng, thích sáng tạo, sẵn sàng tìm con đường mới để thể hiện bản thân mình, không ngại bắt tay vào công việc mới. Thêm vào đó, tháng này bạn còn được nhiều cát tinh chiếu mệnh, điều đó cho thấy bạn không thiếu các cơ hội để gặt hái thành công. Xung quanh bạn cũng không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo tốt, sẵn sàng cho bạn lời khuyên và giúp đỡ bạn nếu cần thiết. Vì thế hãy luôn quyết tâm trong mọi việc, sự cố gắng của bạn ắt sẽ được ghi nhận. Còn về vận trình tài lộc của tuổi Thân trong khoảng thời gian này, nhận được nhiều cơ hội tăng thu nhập, hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm, họ có thể cho bạn những chỉ dẫn quý giá vào lúc bạn đang có nhiều điều phân vân. Người kinh doanh buôn bán càng song sáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, hãy luôn giữ tinh thần mạnh dạn và chủ động hơn nữa. Với người làm công ăn lương, có một số cơ hội quý báu chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi dành cho những ai tinh ý. Bạn cần chấp đúng thời cơ để thể hiện bản thân và chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tăng thưởng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực.
Tiếp theo là tử vi của con giáp Tuổi Dậu có những điểm gì may mắn trong tháng 2 nhuận này. Theo dõi tử vi cho thấy rằng nhiều khó khăn vây quanh người Tuổi Dậu, tuy nhiên bạn phải hiểu rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vì thế mà bạn đã nhận thức được các khuyết điểm của mình để sửa chữa, không còn lên tiếng trách móc người khác nữa. Khi gặp phải khó khăn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ cần bạn thực sự cố gắng và nghiêm túc thì dần dần mọi việc sẽ vào guồng, bạn sẽ tìm ra hướng đi cho mình. Thậm chí, sự quyết tâm của bạn có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân để đối phương giang tay giúp đỡ. Cũng đáng tiếc tình hình tài lộc của Tuổi Dậu lại không quá khả quan bởi các nguồn thu chính và phụ đều không có dấu hiệu khởi sắc. Người làm công ăn lương nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong tránh được sai sót, gây hao tài tốn của. Đặc biệt, bạn cần tránh xa lời dụ dỗ của kẻ tiểu nhân kẻo lâm vào rắc rối. Với người làm ăn, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có chứ đừng ham đầu tư. Nếu thấy không ổn thì thu hồi vốn ngay để giảm thiểu nguy cơ hao tài. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Dậu luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp Tuổi Tuất trong tháng 2 nhuận này có điểm gì may mắn. Theo dõi tử vi trong tháng này, dưới tác động của các tinh, Tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Bạn khá hăng hái khi bắt tay vào công việc và cũng thường nhận được sự ủng hộ của người khác. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công là chẳng bao giờ dễ dàng. Quá trình hiện thực hóa các kế hoạch không tránh khỏi thách thức, trong đó có những trục trặc mà bạn chưa thể ngờ đến. Đây là lúc bạn cần nhắc nhở mình phải mạnh mẽ đối diện và quyết tâm đến cùng để hoàn thành mục tiêu đã vạch ra. Người Tuổi Tuất thì cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn cải thiện thu nhập. Thời điểm vận khí chưa vượng, bạn chớ nên ôm tâm lý dựa vào vận may hay mong một ai đó giúp mình. Hãy luôn cố gắng không ngừng bằng chính bản lĩnh của bản thân, đó mới là cách kiếm tiền và làm giàu bền vững nhất. Trên thực tế, kinh doanh buôn bán vẫn túc tắc có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài nên bạn đừng quá nóng vội. Khi quan hệ xã giao thuận lợi, bạn có thể tìm kiếm các mối quan hệ thích hợp. Trong tháng có thể xuất hiện giao dịch hoặc đầu tư, buôn bán vượt ngoài tính toán của bạn. Bạn cần phải giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn, lời khuyên về tình hình tài chính của bạn bè, người đi trước. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong tháng 2 nhuận năm 2023 có điều gì may mắn. Tình hình kinh tế của Tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người làm công ăn lương sẽ được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương, tăng thưởng nhờ những thành tích đã gặt hái được. Trong khi đó, người làm kinh tế nên nhân thời điểm này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn buôn bán. Thời điểm tới, bạn có cơ hội gặp được những đối tác triển vọng hơn. Với những người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới. Việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn nữa, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có nhiều cải thiện hơn. Tiền bạc không còn là vấn đề khiến Tuổi Hợi phải bận tâm trong tháng này. Những cống hiến của bạn trong suốt thời gian qua sẽ đem lại cho bạn kết quả tích cực. Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo. Thành tích bạn gặt hái được chính là những lý do thuyết phục nhất. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã vốn thông minh, giỏi giữ quan hệ với mọi người nên việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.